Thảo Vy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thế giới 24 giờ cập nhật ngày 11 tháng 1 năm 2024. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Binh sĩ Ukraine sử dụng pháo phòng không ZU-23-2 từ thời Liên Xô hạ hỏa tiễn hành trình nga đang bay thấp tới mục tiêu. Trang Pravda của Ukraine gần đây công bố video cho thấy binh sĩ nước này dùng pháo phòng không hai nòng ZU-23-2 bắn về phía một vật thể phát sáng trên bầu trời. Sau khi bị bắn, vật thể này rơi xuống và phát nổ trên cánh đồng trống. Các binh sĩ Ukraine gần đó ăn mừng. Binh sĩ Ukraine đã bắn hạ một hỏa tiễn hành trình nga bằng pháo phòng không ZU-23-2 vào ngày 2 tháng 1. Pravda cho hay khi đăng video lên mạng xã hội. Mark Kansian, cựu đại tá thủy quân lục chiến Mỹ, đang làm cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ngày 9 tháng 1 cho rằng, tốc độ bay ở độ cao thấp và vệt sáng mạnh của vật thể cho thấy đây là một hỏa tiễn hành trình, không phải máy bay không người lái. Theo ông Kansian, binh sĩ Ukraine đã thực hiện phát bắn tuyệt vời do pháo phòng không ZU-23-2 họ sử dụng dường như không có radar chỉ thị mục tiêu. Binh sĩ này không có máy đo xa hoặc radar, chỉ dùng thước ngắm để bắn mục tiêu và không khai hỏa nhiều phát đạn, Kansia nói. Pháo Ju-23-2 được Liên Xô sản xuất lần đầu năm 1960, có thể hạ mục tiêu bay thấp hoặc thiết giáp. Giới chuyên gia nhận định pháo Ju-232 là lớp dưới cùng của lưới phòng không và kém uy lực hơn các loại pháo có radar hoặc hỏa tiễn phòng không. Fabian Hopman, chuyên gia công nghệ hỏa tiễn ở Đại học Oslo tại Na Uy, cũng nhận định việc bắn hạ hỏa tiễn bằng pháo phong không du 232 rất khó xảy ra nếu xét trên công nghệ của vũ khí này dùng loại pháo này hoặc bất cứ vũ khí hạng nhẹ nào bắn trúng hỏa tiễn hành trình với diện tích bề mặt khá nhỏ và di chuyển với tốc độ cận âm có tỷ lệ thành công khá thấp mình nói mình cho rằng binh sĩ trong video có kỹ năng xạ kết tốt nhưng cũng phải rất may mắn khi bắn hạ được hỏa tiễn hành trình Ukraine đang sử dụng nhiều loại vũ khí đời cũ để đối phó với các đợt tập kích của Nga. Các mẫu pháo như Ju-232 thường được dùng trong lớp phòng không cuối cùng để đánh chặn mục tiêu khi chúng vượt qua lưới phòng không tầm cao. Những vũ khí này thường được đặt cạnh các cơ sở như trạm biến áp. Không quân Ukraine ngày 9 tháng 1 thừa nhận nước này đang thiếu hụt hỏa tiễn phòng không sau khi sử dụng lượng lớn để đối phó với các đợt tập kích gần đây của Nga. Ukraine đang phụ thuộc rất nhiều từ viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây, trong đó có các tổ hợp phòng không chuẩn NATO. Tuy nhiên, tranh cãi chính trị tại phương Tây đang làm trì hoãn giải ngân những gói viện trợ lớn cho Ukraine trong năm nay. Tổng thống Ukraine cho biết nước này bắn hạ 70% hỏa tiễn UAV trong các cuộc tập kích gần đây của Nga, song Kyiv cần thêm hệ thống phòng không trong những ngày gần đây, Nga đã phóng tổng cộng 500 thiết bị nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi phá hủy 70% số đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Litva Zitanas Nauseda ở Vilnius ngày 10 tháng 1 trong chiến thăm quốc gia này. Theo ông Zelensky, Ukraine đã hứng chịu nhiều thương vong sau các cuộc tập kích của Nga và cần được chuyển giao thêm hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tấn công sắp tới. Tổ hợp phòng không là thứ chúng tôi cần nhất, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh. Nga gần đây tăng cường tập kích quy mô lớn lãnh thổ Ukraine bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái. Lớn nhất là hai cuộc tấn công vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái và hôm 2 tháng 1, khiến hàng chục người thiệt mạng. Moscow tuyên bố chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, song Kiev cáo buộc đoàn tập kích của đối phương đã phá hủy các công trình dân sự như trường học, nhà trẻ. Ông Zelensky cũng cảnh báo xung đột sẽ không chỉ dừng lại ở Ukraine mà có thể lan sang các nước khác trong khu vực nếu Kiev không được hỗ trợ để chống lại Nga. Litva, Latvia, Estonia và Moldova có thể sẽ là các nước tiếp theo, ông nói. Tổng thống Nauseda cam kết sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi nước này giành chiến thắng. Ông cho biết Litva sẽ chuyển giao cho Kiev nhiều xe bọc thép chở quân M-577 cùng đạn dược vào tháng tới một phần của gói viện trợ trị giá 200 triệu euro mỗi năm mà nước này công bố trước đó. Litva là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu năm mới của Tổng thống Zelensky nhằm mục đích kêu gọi thêm viện trợ cho Kiev. Sau khi rời Litva, ông Zelensky dự kiến tiếp tục tới thăm hai nước Baltic khác là Latvia và Estonia, song chưa công bố thời gian cụ thể. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 4 giờ theo giờ Moscow ngày 11 tháng 1, Nga đã ngăn chặn các vụ tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào các hạ tầng bên trong lãnh thổ Nga. Hệ thống phòng không đã đánh chặn 3 UAV của Ukraine ở vùng Rostov, Tula và Kaluga. Thống đốc vùng Voronezh, ông Alexander Gusev, sau đó cho biết khu vực này cũng bị tập kích UAV. Một chiếc UAV đã làm hư hại phân mái của một tòa nhà tại đây, song không gây thương vong. Ở vùng Kaluga, một UAV phát nổ phía trên trạm bơm ở vùng ngoại ô cũng khiến tầng này bị hư hại. Trong bối cảnh tình hình trên chiến trường Ukraine bế tắc, Nga và Ukraine được cho là đang tăng cường các cuộc tập kích tâm xa qua biên giới. Trong khi Nga kết nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn, Ukraine dường như cũng tăng cường các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga. Vụ tập kích hôm 30 tháng 12 vào Belgorod, thành phố biên giới của Nga, khiến 25 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tăng cường tấn công bán đảo Crimea và bên trong nước Nga trong năm nay. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã phát triển loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu cách xa 700 km và Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu UAV. Ukraine tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đưa xung đột ra ngoài biên giới. Mục tiêu của Kiev được cho là gây lo lắng cho người dân Nga trước thêm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3. Tổng thống Vladimir Putin đã tới khu tự trị Chukotka. Điện Kremlin cho biết hôm 10 tháng 1, đánh dấu lần đầu tiên ông đến thăm khu vực cực đông của Nga trong hơn hai thập niên nắm quyền. Nguyên thủ quốc gia sẽ thị sát khu phức hợp nhà kính, trao đổi với người dân và gặp thống đốc thành phố Anadia, Thủ phủ Chukotka. Điện Kremlin cho biết trong tuyên bố ngày 10 tháng 1, Chukotka có chung đường biên giới trên biển với bang Alaska của Mỹ nằm bên kia eo biển Bering. Nhà lãnh đạo Nga gần nhất đến thăm Chukotka là cựu tổng thống Dmitry Medvedev vào năm 2008, khoảng 100 người dân đã đón chào đoàn xe hộ tống ông Putin trong nhiệt độ âm 30 độ C, theo trang tin tức khu vực 7x7. Trang này cho biết, chính quyền Chukotka trước đó đã thông báo về cuộc gặp của ông Putin với một nhóm nhỏ các nhân vật nổi bật tại địa phương cũng như doanh nhân, giáo viên, bác sĩ và binh sĩ đã chiến đấu ở Ukraine. Theo phóng viên Tháp Tùng ông Putin đã lái xe vòng quanh khu vực trên chiếc xe địa hình có tên Kishchenik trong chuyến công tác đầu tiên của ông trong năm nay. Chúng ta đang làm chủ sản xuất hàng hóa trong nước, người phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên khi bước lên xe Kishchenik. RT dẫn lời ông Putin nhận định, khu vực Chukotka đóng vai trò then chốt không chỉ đối với đất nước Nga mà còn đối với cả thế giới vì đây là một phần của tuyến đường biển phía Bắc, con đường ngắn nhất nối Đông Á với Tây Âu qua Bắc Cực. Sau khi đến nơi, ông Putin nói, trăm nghe không bằng một thấy và cho biết chuyến đi đã giúp nhà lãnh đạo hiểu rõ hơn những điều kiện khắc nghiệt mà người dân Chukotka phải đối mặt. Chukotka là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất ở Nga, khoảng cách giữa Moscow và Anadyr là khoảng gần 6.200 km, tương đương 8 giờ ngồi máy bay. Do các yếu tố hậu cần và chuỗi cung ứng, Giá rau quả trong khu vực này cao nhất cả nước. 1 kg cà chua tại đây có giá 900 rút, tương đương 10 Mỹ Kim, trong khi 1 kg chuối có giá 970 rup. Ở một diễn biến liên quan, lực lượng phòng vệ Iran hôm thứ Tư thông báo rằng quân đội hoạt động tại khu vực Khan Yunis ở phía nam Gaza đã xác định được một đường hầm nơi các con tin bị Hamas giam giữ. Một chiếc thang tạm dẫn tới lối đi hẹp dưới lòng đất sâu khoảng 2,5 mét đường hầm nóng và ẩm với những bức tường được lót bằng bê tông và dây điện. Xa hơn bên trong là một phòng tắm, nơi quân đội cho biết họ tìm thấy bằng chứng cho thấy các con tin đã ở đó, bao gồm cả DNA của họ. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn chính của quân đội cho biết, các con tin bị giữ ở đây trong hệ thống đường hầm này. Hagari không cung cấp thông tin chi tiết về chính xác những gì được tìm thấy trong đường hầm. Ông cũng không nói khi nào các con tin ở đó hoặc nhận dạng họ. Hagari không nói liệu họ được biết là đã chết hay còn sống chúng tôi đang tiếp tục hoạt động với quyết tâm cả trên và dưới mặt đất ở khan yunis các lực lượng đã tìm thấy một đường hầm ở đó nơi các con tin cư trú trong điều kiện khó khăn dưới lòng đất Hagari nói thêm trong một tuyên bố sau đó với giới truyền thông một số con tin được trả tự do trong một thỏa thuận ngưng bắn vào cuối tháng 11, mô tả việc bị giữ bên trong các đường hầm mà Hamas đã đặt khắp giải Gaza và Israel cho rằng từ lâu đã được sử dụng để buôn lậu vũ khí và máy bay chiến đấu khắp vùng đất này. Quân đội cho biết Hamas đang hoạt động từ bên trong đường hầm và các quan chức quân sự đã đặt mục tiêu hàng đầu là phá hủy hệ thống đường hầm. Israel cũng tin rằng thủ lĩnh Hamas, Yehia Sinwa, đang ẩn nấu trong một đường hầm đâu đó ở Khan Yunis. Khan Yunis đã trở thành tâm điểm trong chiến dịch của Israel chống lại Hamas trong những tuần gần đây. Trong chuyến đi tuần tra hôm thứ Tư dành cho các nhà báo, dường như không có cư dân nào ở khu vực này. Israel đã ra lệnh cho người dân sơ tán một phần thành phố khi nước này tiến hành cuộc tấn công. Thưa quý vị, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào miền Nam và Trung Gaza gia tăng, bất chấp việc Tel Aviv cam kết sẽ rút bớt quân và chuyển sang một chiến dịch có mục tiêu hơn. Theo Reuters và CNN, Israel trong tuần này cho biết đang lên kế hoạch rút bớt quân, ít nhất là từ phía Bắc Gaza, sau nhiều tuần chịu sức ép của Mỹ về việc giảm quy mô hoạt động và chuyển sang chiến dịch mà Washington gọi là có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh dường như vẫn khốc liệt hơn bao giờ hết ở khu vực miền Nam và Trung Gaza, nơi lực lượng Israel đã mở các cuộc tấn công trên bộ vào tháng trước. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hủy một sứ mệnh viện trợ y tế đã lên kế hoạch tới Gaza do lo ngại về an ninh. Đây là lần hủy bỏ thứ sáu trong vòng 2 tuần. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua, 10 tháng 1 tại Tel Aviv, thành viên nội các chiến tranh của Israel Benny Gantz nói, Hamas không còn nắm quyền kiểm soát phần lớn giải Gaza. Ông này cũng nhắc tới tầm quan trọng của việc giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và nói vấn đề này là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định chiến đấu. Trong một dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Israel và Hamas đang lan rộng, các tàu chiến của Anh và Mỹ tại Biển Đỏ đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của nhóm Houthi tại Yemen. Nhóm hồi thì tuyên bố sẽ tấn công cho tới khi Israel dừng chiến dịch ở Gaza. Hơn 23.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel mở chiến dịch tại Gaza để tiêu diệt nhóm quân Hamas đang điều hành giải đất ven biển này. Hamas tấn công bất ngờ nằm Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người thiệt mạng. Israel phát triển hệ thống phòng không Spider kiểu mới, đưa tất cả bộ phận lên một xe tải. Nhằm tăng tính linh hoạt trong đối phó UAV, với sự hợp tác của Bộ Quốc phòng, tập đoàn Rafael đã thử nghiệm thành công cấu hình mới một cục của hệ thống phòng không Spider. Cuộc thử nghiệm bao gồm việc đánh chặn máy bay không người lái bằng một đoàn tấn công trực tiếp chính xác. Bộ Quốc phòng Israel ngày 10 tháng 1 thông báo. Theo tập đoàn Quốc phòng Rafael, hệ thống Spider một cục là phiên bản mà tất cả bộ phận của tổ hợp bao gồm bệ phóng hỏa tiễn, radar, đài chỉ huy và các hệ thống trinh sát Dẫn bắn được kết hợp lại và đặt lên một xe tải 8x8 thay vì chia thành nhiều phương tiện riêng lẻ. Tổ hợp Spider một cục là vũ khí phòng không linh hoạt, hoàn toàn tự động, có thể được phát triển nhanh chóng chỉ sau vài phút trên các địa hình phức tạp với thời gian phản ứng ngắn. Tập đoàn Rafen cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên phiên bản này được thử nghiệm. Video do Rafael công bố cho thấy xe tải chở toàn bộ tổ hợp Spider di chuyển ở khu vực trống trải, sau đó phóng hỏa tiễn phá hủy một chiếc UAV. Truyền thông Israel cho biết đây là mục tiêu có kích thước nhỏ nhất mà hệ thống này từng bắn trúng. Spider là hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn do Rafael cùng Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel IAI hợp tác phát triển hệ thống sử dụng hỏa tiễn tâm nhiệt Python 5 và hỏa tiễn dẫn đường bằng radar chủ động Derby sở hữu năng lực phản ứng nhanh và tính cơ động cao, có thể phát hiện, tiêu diệt mục tiêu như tiêm kích, UAV, trực thăng và hỏa tiễn hành trình. Israel thử nghiệm hệ thống Spider phiên bản mới trong bối cảnh nước này gần đây liên tục bị tập kích bằng rocket, UAV bởi các lực lượng thân Iran ở khu vực. Thưa quý vị, cảnh sát Ireland phát hiện 14 người di cư trong container đông lạnh trên phương tiện ở cảng Rosler, trong đó có 3 người Việt Nam. Cảnh sát Ireland ngày 10 tháng 1 thông báo mở điều tra nghi vấn buôn người sau khi phát hiện nhóm người nhập cư gồm 9 đàn ông, 3 phụ nữ, 2 trẻ em bên trong thùng container trên một xe đầu kéo bên trong cảng Rosler. Toàn bộ nhóm người này được kiểm tra y tế và hiện sức khỏe ổn định. Truyền thông Ireland cho hay trong nhóm này có ba người Việt Nam, một người thổ Nhĩ Kỳ, còn lại là người Kurd đến từ Iran và Iraq. Bộ trưởng giao thông Ireland Eamon Ryan cảm thấy nhẹ nhõm khi những người di cư an toàn bởi họ được cho là ở bên trong thùng container trên xe đầu kéo hơn 24 giờ. Giới chức Anh đã báo tin cho Ireland về nhóm người trong thùng container này sau khi có thông tin từ một người di cư. Cảnh sát Ireland cho hay họ đã chặn xe đầu kéo để kiểm tra khi nó chuẩn bị rơi chuyến phà từ cảng Zeebrugge, Bỉ, đến cảng Rosler. Chiếc phà này khởi hành từ Zeebrugge ngày 8 tháng 1. Cảng Rosler là nơi tiếp nhận, trung chuyển hành khách, hàng hóa giữa Anh và châu Âu với các tuyến đáng chú ý đến Pháp, Tây Ban Nha. Hiệp hội Vận tải Đường bộ Ireland cho hay container đông lạnh này đã được đặt lên xe đầu kéo ở Paris trước khi đến Zeebrugge. Vào tháng 9 năm ngoái, 6 phụ nữ, trong đó có 4 người Việt, được cảnh sát Pháp giải cứu trong thùng xe tải đông lạnh chật hẹp chở đầy chuối sau khi gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ. Nhóm phụ nữ trên lên thùng xe tải với biển số Ireland với hy vọng đến được Anh hoặc Ireland. Tuy nhiên, xe này chỉ chở hàng đến Dunkirk, Pháp sau đó hướng về Italy. Sau khi kiểm tra vị trí trên bản đồ bằng điện thoại và phát hiện xe tải đi hướng ngược lại, nhóm phụ nữ hoảng loạn và gửi tin nhắn câu cứu phóng viên BBC ở London. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024 của The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.